Xin chào anh em quay trở lại với cả Hacom và mình là Hoàng. Thì hôm nay sẽ là chương trình Q&A anh em ạ. Bây giờ là mấy giờ rồi? 7 rưỡi tối thứ bảy đúng không? Thì trong chương trình Q&A này mình sẽ trả lời cho anh em tổng cộng là 7 câu hỏi để giải thích, để giải đáp về những vấn đề liên quan tới máy tính, công nghệ chung chung và vân vân như vậy nhá. Hôm nay thì là chương trình số thứ 40 rồi anh em ạ. 40 rồi đấy anh em ơi. Tính ra bây giờ là làm được 40 tập, 40 số, 40 tuần rồi. Là cũng khá nhiều rồi đấy. Rất là cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình qua những chương trình vừa rồi, qua những tập vừa rồi nhá. Bây giờ thì hãy bắt đầu với câu hỏi của bạn đầu tiên đi. Của bạn là Hoàng Hưng Nguyễn. Thì bạn Hoàng Hưng Nguyễn muốn tư vấn cấu hình 306 công ty dưới 20 triệu, trên dưới 20 triệu. Ok. Thì hôm trước mình làm cho bạn đúng một cái livestream rồi. Mình làm cho bạn chuẩn một cái livestream luôn là cấu hình 306 công ty tầm 20 triệu. Và cái bộ đấy nhá, chỉ có 20.534.000 thôi. Theo như mình nhớ là như thế. Thì cái bộ đấy, cái cấu hình base nó sẽ là i5 này, xong rồi 16GB này, xong rồi ổ cứng 500GB này, xong rồi 306 công ty này, và nguồn các thứ kiểu rất đầy đủ và rất ngon, rất đẹp luôn. Bạn có thể quay lại buổi live hôm đấy để xem nhá. Hình như mình nhớ là ngày buổi live ngày thứ 10, mùng 12 tháng 5 thì phải. Bạn xem lại nhá. Câu hỏi thứ hai của bạn Khánh Nguyễn. Bạn hỏi là team nhà nghèo dùng H610 cân i5 được không? i5-12400. Câu trả lời của mình là nếu bạn thích thì mình vẫn nghĩ bạn cắm được, nhưng bạn đang trả ra một mức tiền cao để không tận dụng hết nó. Bạn đã bỏ tiền ra mua một con CPU cao hơn, nhưng mà bởi vì con H610 cái tức là cái power phase của nó không ổn này, cái nói chung là phase phủng của nó không ổn, không đủ cho chiếc i5-12400, dẫn tới cái việc là nó sẽ bị hạ xung hoặc là không đạt được cái mức xung mong muốn của chiếc i5 đấy. Thế nên là mình nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một chiếc main B, còn cắm main H vẫn được, nhưng mà đảm bảo rằng là sẽ mất khoảng tầm 10% nữa không, hoặc là 20% nữa không, tùy vào cái loại main H mà bạn chọn nhá. Thực sự đúng là nên nâng lên B thì hơn. Nhiều cổng USB hơn này, nhiều khe PCIe hơn, nhiều khe M2 hơn, nhiều gọi là phây phủng các kiểu hơn, đáng hơn đúng không? Bây giờ mà khoảng cách giữa H với B nó không quá là cao nữa. H bây giờ thì khoảng tầm 2 triệu, B thì khoảng tầm 3 triệu. Mình nghĩ là cũng quá đủ. Tiếp theo là câu hỏi thứ 3 của bạn Nhật Hoàng Trương. Chưa Nhật Hoàng, mình đã là bạn tên bạn như thế nhá. Thì bạn hỏi là hiệu năng giữa BPC i3-12100F này, 6500XT Gaming Gigabyte 4GB hiệu năng ra sao? Thì thực sự là đúng là chả có vấn đề gì cả. Bởi vì máy của bạn thì con i3 đấy sẽ cân chắc chắn, cân tốt luôn cho chiếc GPU 6500XT như vậy. Nhưng mình nghĩ rằng nếu mà bạn muốn mua mới bây giờ ấy, thì mình không nghĩ mà bạn nên mua con 6500XT đâu nhá. Con đấy là một con card không quá là mạnh mẽ, không quá là xịn sò. Mức hiệu năng của nó thì rơi vào khoảng tầm đâu đấy là 1650 hay 1650 Super ấy. Nói chung là một cái con card rất là low end, bình thường luôn. Mà đặc biệt nhá, nó không còn có hardware encoding cơ. Tức là nếu mà bạn có render kiểu phim phủng hay là video video ấy, thì sẽ không có một chút hỗ trợ nào từ card hết. Trước đây những cái con card khác của AMD ấy, thì nó còn có hỗ trợ về OpenGL, nhưng mà con này thì hoàn toàn không có một chút nào đâu bạn nhá. Thế nên là đấy là những gì mà mình nghĩ là bạn nên lưu ý khi build bộ này. Còn nếu mà bây giờ họ lựa chọn card thay thế ấy, thì mình nghĩ rằng trong tầm của 6500XT thì có khá là nhiều card. Nếu mà bạn cảm thấy rằng là bạn kiếm được kèo ngon, tức là 6500XT loại rẻ ấy, thì có thể mua thay thế nó bằng một chiếc 1650 Super. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng là kèo 6500XT của bạn đang mua khoảng tầm 5 triệu hơn ấy, thì mình nghĩ rằng bạn nên mua đó chính là 1660 Super này, hay là 3050 gì đấy. Nó cũng rơi vào khoảng tầm giá rồi. Hoặc nếu bạn đánh liều thì bạn có thể chơi Intel Arc, còn đấy khoảng tầm 6 triệu hay 5 triệu gì đấy. Đấy là hiệu năng của nó nhá. Đi với con những cái con đấy đi với cả i3-12 thoải mái. Nhưng mua chiếc 6500XT không phải là lựa chọn hoàn hảo nhất để cho bộ máy tính của bạn đâu. Đó. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Thích Thì Làm. Bạn Thích Thì Làm họ hỏi là khác biệt giữa 12400 và 12400F và làm sao để biết nhu cầu của mình lựa chọn giữa hai CPU này ạ. Thì con 12400 là con cả có con CPU có cả onboard có UHD 750 770 gì đấy, mình không nhớ lắm, hay 770 gì đấy. Nhưng nó là cái điểm khác biệt duy nhất so với cả chiếc 12400F là cả onboard mà thôi. Còn nếu mà để lựa chọn ấy, thì bạn hãy tự hỏi cho mình những câu này. Thứ nhất, bạn có bao giờ nghĩ tới việc là bỏ chiếc card màn hình rời của mình ra để cắm máy và sử dụng bình thường không? Thứ hai, bạn có bao giờ sử dụng những tác vụ, tức là sử dụng sâu những tác vụ như là Premiere Pro này, Photoshop này, After Effects này, thì
Nếu mà cả hai câu trả lời đấy đều là không, câu hỏi đấy câu trả lời của bạn là không, thì bạn không cần phải dùng cả con bot, bạn có thể mua con F và tiết kiệm cho mình 700.000. Còn nếu mà bạn là có với cả hai tác vụ đấy thì mình nghĩ rằng bạn vẫn nên mua 12.400, từ đó bạn có thể đạt được mức hiệu năng cao hơn, một cái mức gọi là một cái trải nghiệm sử dụng tốt hơn trên những tác vụ bạn đang dùng nhá. Rồi, tiếp theo, câu hỏi thứ 5 của bạn Red Six. Ok. Bạn hỏi là VGA cắm chơi game lâu bị đen màn hình, phải tắt máy mở lại mới nhận, không nhận luôn mà phải tí mới nhận, 2-3 ngày lại một lần, có cách nào chữa cháy đây không? Khó nhở. Bởi vì thực ra ấy, cái này là cái vấn đề rất là khó, mà đặc biệt khi mà lỗi của cạc như thế thì nó có bị vấn đề ví dụ như là kiểu chẳng hạn như là nguồn này, hoặc là chẳng hạn như là CPU này, hoặc chẳng hạn như là chính từ cái cạc. Nhưng mình nghĩ nhá, đây là mình dự đoán nhẹ nhàng nhá, là lỗi do VRAM của cạc, đoán là như thế thôi, hoặc là driver của cạc. Thì để check được những vấn đề đấy thì đầu tiên bạn hãy gỡ con cạc ra, bạn cắm sang máy khác và bạn dùng máy của bạn như bình thường, và bạn cũng đồng thời dùng máy kia như bình thường. Nếu mà máy kia đen màn và máy bạn không đen màn thì chứng tỏ là lỗi do cạc và bạn nên thay cạc đi. Hoặc là nếu mà cả hai máy đều không đen màn, chứng tỏ là lỗi do máy của bạn đang cài driver không chuẩn. Còn nếu mà máy của bạn đen màn mà máy kia, máy mà được chuyển cạc sang mà không đen màn ấy, thì chứng tỏ ra là máy bạn đang bị lỗi Windows, hoặc là lỗi cái gì đó liên quan tới CPU, RAM hoặc là ổ cứng. Cái đấy thì mình không biết, cái đấy không rõ. Cái đấy thì bắt buộc là bạn phải tự test thôi. Bởi vì chẳng hạn như qua chúng mình ấy, chúng mình cũng không thể nào test một cách kỹ càng và sâu lắng tận hai cái máy như thế được. Không thể nào mà tự lôi ra hai cái máy để test cho bạn được. Nên là để mà tốt nhất ấy, thì bạn nên làm thế nhá. Còn nếu bạn chỉ có một cái máy thôi thì bạn hãy gỡ cạc ra và bạn thử dùng bình thường xem như nào. Và cách thứ hai nữa, đó chính rồi sau đấy nếu mà thấy bình thường rồi thì bạn cài lại Windows hoàn toàn và cài những cái phiên bản driver mới để xem như nào nhá. Đó. Nói chung là cũng khó mà, vấn đề cạc luôn là một vấn đề nan giải giữa những người như chúng mình và kể cả những người dùng như các bạn, vì chả biết lỗi ở đâu ra và chả biết sửa như nào, không biết sửa như nào cả. Rồi tiếp theo, câu hỏi thứ 6, bạn Text Construct trong cái video là chiếc 3060Ti, thì con VGA này dùng GDDR6X đúng không admin? Câu trả lời là đúng như vậy bạn nhé. Cái chiếc cạc này là chiếc cạc phiên bản refresh lại của 3060Ti. Hình như mình không nhớ là nó có dùng chip cộng thêm một số không, nhưng mà nó vẫn là dùng con AD, AD hay AP, Ampere, vẫn là dùng chip Ampere bình thường thôi. Nhưng nó đã được update lên là GDDR6X. Cái sự khác biệt về hiệu năng thì không quá là nhiều và rất là tùy vào tựa game. Thế nên là mình nghĩ rằng không có khác biệt lắm đâu, bạn mua phiên bản nào cũng được, nhưng nên mua phiên bản GDDR6X nhá. Nên mua bởi vì nó có chữ X và cộng 1 thì tại sao không mua, mà trong khi giá tiền của nó bằng nhau và nhiều khi còn rẻ hơn nữa chứ. Rồi tiếp theo, câu hỏi thứ 7 này, câu hỏi cuối cùng, bạn Dũng Trần Tiến, bạn ấy hỏi là học tập là chính này, đọc sách dịch, ok, thế thì bây giờ chỉ mua con 12.100 có sao không? Thì câu trả lời của bạn nhá là bạn có chơi game nữa, chơi liên minh điện thoại. Thực ra thì con liên minh điện thoại chơi trên chiếc cạc onboard của 12.100 mà bạn muốn chơi ở medium setting ấy, thì mình nghĩ rằng vẫn chơi được khoảng tầm 100 fps, không được lên quá 144 hay 200 bao nhiêu đâu. Nó còn tùy vào cái cấu trúc, tức là anh em gắn RAM như nào nữa. Nếu mà bạn mua con này với cả dual channel, nhiều khi mức hiệu năng có thể cao hơn, nhưng mình nghĩ rằng cái mức hiệu năng ở medium hoặc là lâu của nó chỉ khoảng tầm 100 hơn thôi. Ví dụ như chiếc 13.600K mình có chơi liên minh trên cạc onboard của nó thì nó rơi vào khoảng tầm 130-140 gì đấy, và đấy là mình dùng dual channel rồi đấy nhá. Mình không biết các bạn như nào, nhưng mà nếu mà dùng để cơ bản không, làm việc không, dịch sách, dịch sủng, đọc báo, đọc truyện của bạn thì con 12.100 hoàn toàn quá ổn áp. Nhưng nếu bạn muốn chơi game ấy thì cái đấy thì bạn phải tự xem ra là mình có chấp nhận được cái mức FPS là khoảng tầm 100 không. Nếu không thì hãy mua cả rồi, còn không thì cứ chơi thoải mái nhá. Rồi, và đó là 7 câu hỏi trong chương trình Q&A số thứ 60 của chúng ta ngày chương thứ 40 của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu mà anh em muốn gọi là mình trả lời những câu hỏi liên quan tới công nghệ ấy, thì hãy để ở dưới comment để mình có thể trả lời một cách nhanh chóng nhất nhá. Cảm ơn anh em đã xem video và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.